Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ một cái chuỗi khoảng trên dưới 10 cái video clip về công tác thiết kế phòng cháy chữa cháy để cho các bạn cùng tham khảo, cùng nghiên cứu và cùng trao đổi. Thế thì cái kỳ vọng của mình là cái chuỗi video clip này là sẽ giúp ích được một số anh em cán bộ kỹ sư thiết kế chưa có nhiều kinh nghiệm về thiết kế phòng cháy chữa cháy, cũng như là những anh em tay ngang chuyển từ các ngành như cơ khí rồi điện, hóa chất hoặc là giao thông xây dựng sang làm thiết kế phòng cháy chữa cháy, thì chúng ta cùng xem, và mình nghĩ là cũng có ít nhiều cho các bạn. Thì mình xin chia sẻ ngắn gọn một chút là mình từ một người kỹ sư xây dựng chuyển sang làm công tác thiết kế phòng cháy chữa cháy, và song song với thiết kế xây dựng và giám sát xây dựng luôn. Do cái tính chất công việc nó có nhiều cái biến động nên là mỗi người phải tự thay đổi để thích nghi thôi. Thì mình xin chia sẻ ngắn gọn là cái bước đầu bước vào công tác thiết kế, mình cũng rất chịu khó học hỏi các anh em đi trước, đọc rất nhiều tài liệu, xem rất nhiều video clip trên mạng, nhưng mà mình thấy là có thể có một số clip của các bạn đi trước ấy, thì cái kiến thức rất sâu rộng, nhưng mà cái cách diễn đạt có thể nó chưa phù hợp với những newbie mới vào nghề. Chính vì vậy nên là mình mới nảy ra cái ý tưởng là làm cái thiết kế về phòng cháy chữa cháy này một cách thật là chậm rãi thôi, thật là từ từ, để chia sẻ lên mạng cho các bạn chúng ta cùng tìm hiểu. Thì mình bắt đầu đi vào từ bài 1 là tên là xác định các thông số đầu vào của công trình. Thế thì cũng như các công tác khác thôi, cũng như bất kỳ một công việc khác, trước khi bắt tay vào giải quyết công việc chính thì chúng ta phải làm các công tác chuẩn bị. Cũng như là người đầu bếp ấy, muốn nấu món ăn thì phải lên cái kế hoạch là chúng ta sẽ chuẩn bị các nguyên vật liệu gì, thì sau đó mới đi chợ rồi mang về chế biến. Thế thì cái việc thiết kế phòng cháy chữa cháy này cũng thế. Chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu từ những cái sơ khai nhất và đi thật chậm thôi, để anh em ta cùng xem và cùng tìm hiểu. Thế còn nếu mà một bài mà đưa quá nhiều kiến thức thì nó sẽ rất là khó nhớ. Thế đây mình nói nhanh là bài 1 của ta là xác định các thông số đầu vào của công trình. Các thông số đầu vào thì gồm những gì? Đây, chúng ta cùng xem. Ở đây mình tạm chia làm 7 cái mục nhỏ. 7 cái mục nhỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 về các thông số đầu vào mà chúng ta cần xác định trước khi bắt tay vào thiết kế phòng cháy chữa cháy. Và chúng ta phải làm rõ những vấn đề này thì chúng ta mới thiết kế được. Đấy, chứ nếu mà bộc phát chúng ta bắt tay vào thì không biết thiết kế cái gì, không biết bắt đầu từ đâu. Đấy là cái mà những bạn mới vào nghề có nhiều bỡ ngỡ ấy. Thì mình tạm chia làm 7 mục như sau. 1 là công năng của công trình, công năng của nhà máy. 2 là quy mô. 3 là hạn nguy hiểm cháy nổ công trình. 4 là nhóm nguy cơ phát sinh cháy phụ thuộc vào công năng và tải trọng cháy. 5 là nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. 6 là cấp nguy hiểm cháy của kết cấu công trình. 7 là bậc chịu lửa của công trình. Thì chúng ta phải xác định được 7 gang này. Xác định rõ ràng 7 gang này nó thuộc cái loại gì, nó thuộc những tính chất gì, thì từ đó chúng ta mới chọn được cái giải pháp thiết kế phù hợp về các thông số cho các hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy ngoài nhà, rồi là hệ thống tăng áp hút khói. Đấy. Bây giờ chúng ta đi vào từng thứ một. Thế bây giờ mình nói trước vấn đề đầu tiên là
công năng của nhà máy, công năng của công trình mà chúng ta định thiết kế, mà chủ tư giao chúng ta thì chúng ta phải làm rõ nữa. À, anh định giao cho em làm cái công trình này dự kiến là để mình sản xuất cái gì đấy. Nhiệm vụ thiết kế là anh chủ tư anh phải giao rõ. Thì từ đó mình biết được là cái công trình của mình sản xuất cái gì, công trình của mình là thuộc cái loại nào, thì cái công năng nó liên quan như thế nào. Thì tôi giả sử như là các nhà máy sản xuất ở các khu công nghiệp này thì có các cái ngành nghề như là sản xuất phân bón, sản xuất hóa chất, rồi sản xuất cơ khí, lắp ráp ô tô, sản xuất thức ăn gia súc, rồi là nhà máy gỗ, rồi là xưởng may mặc hoặc xưởng đóng giày. Đấy. Thì mỗi một cái loại công năng của nhà sản xuất ấy, thì nó cho ta một cái thông số đầu ra khác nhau để mà thiết kế cái hệ thống phòng cháy chữa cháy của mình. Thì sở dĩ phải làm rõ cái công năng này ấy, sở dĩ chúng ta phải làm rõ công năng này là tại vì cái vấn đề là cuối cùng là mình thiết kế để làm gì, thiết kế để phục vụ ai, thiết kế để phục vụ những công tác nào. Đấy, thế thì ở đây là cái công năng của công trình ấy, nó liên quan đến cái việc mà hiệu quả chữa cháy của công trình sau này. Đấy, thế bây giờ tôi dở cái tiêu chuẩn 3890 để các bạn xem nó liên quan gì đến công năng. Đấy, công năng công trình nhé. Các bạn nhìn vào cái bảng 1 này của tiêu chuẩn 3890 về hiệu quả chữa cháy của các chất chữa cháy. Đấy, thế thì nếu như không rõ về công năng thì chúng ta không thể biết được sau này chúng ta sẽ thiết kế chữa cháy công trình, chữa cháy sử dụng cái vật liệu gì để chữa cháy. Đấy. Sử dụng nước hay sử dụng bọt form hay sử dụng CO2 hay sử dụng nitơ hay FK hay M200. Đấy, thì các bạn nhìn vào cái bảng 1 của tiêu chuẩn 3890 năm 2023 này. Ở đây người ta phân loại ra là các cái đám cháy như sau này: đám cháy loại A, đám cháy loại B, đám cháy loại C, đám cháy loại D. Thì đi theo cái cột bên trái này sẽ ra các cái chất chữa cháy phù hợp. Thế bây giờ để biết là các đám cháy loại A, đám cháy loại B, đám cháy loại C, đám cháy loại D nó liên quan gì đến công năng của công trình thì chúng ta nhìn ở dưới đây. Chú thích đây, phân loại cháy theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam 4878 và tiêu chuẩn Việt Nam 5760. Thế bây giờ chúng ta nhảy qua tiêu chuẩn Việt Nam 5760 để xem nhé. Đây là tiêu chuẩn Việt Nam 5760 1993. Thì tại cái bảng 1 này là người ta đã có cái phân loại và cái nhận diện của các cái đám cháy như sau này. Đấy, nhóm cháy loại A này, ký hiệu này A, B, C, D. Tôi ví dụ nhóm cháy loại A này, đặc tính của loại đám cháy là cháy chất rắn. Thế nó chia ra là các loại con là A1 và A2 này. Đấy, thì nhóm cháy A1 là cháy các chất rắn với quá trình cháy âm mỉ. Thí dụ gỗ, giấy, cỏ khô, rơm rạ. Đấy, thì liên quan đến là trong đó là gỗ rồi nha, sửa gỗ rồi nha. Ví dụ như thế. Rồi đây là nhóm cháy loại B này, đặc tính của đám cháy này là cháy chất lỏng này. Chia ra B1 này, cháy chất lỏng không tan trong nước, thí dụ xăng, ete, nhiên liệu, dầu mỏ này. Đây là xưởng liên quan đến xưởng sản xuất ô tô rồi, có xăng này rồi, ete, dầu mỏ này rồi. Vân vân và vân vân. Sang đám cháy loại D này, cháy kim loại này, cháy các hợp chất nhẹ, cháy kim loại kiềm và các kim loại đồng dạng khác, thì đây là xưởng sản xuất cơ khí rồi, đám cháy loại D đây rồi. Chúng ta trở lại cái bảng 1 của tiêu chuẩn 3890 thì từ cái phân loại đám cháy chúng ta mới tìm ra được các cái chất chữa cháy phù hợp. Đấy, thì cái này nó liên quan đến mật thiết đến gọi là cái công năng của nhà máy sản xuất. Đấy. Cái thứ hai là quy mô của nhà máy, thì tôi tạm chia ra một số ý nhỏ như sau. Trong tiêu chuẩn 3890 năm 2023 có nói rõ là trong cái trang 9 này, các bạn xem.
Đối với công trình nhà công nghiệp thì sàn giá đỡ và sàn lửng nằm ở cao độ bất kỳ, không tính vào số tầng công trình khi có diện tích không lớn hơn 40% diện tích sàn của một tầng của công trình đó. Đấy. Ví dụ như sau. Đây là mặt bằng cái công trình đây, toàn bộ hình chữ nhật màu vàng đây. Bây giờ ta có một cái tầng lửng, nó chỉ nhỏ này thôi. Đấy. Hay là một tầng giá đỡ nó chỉ nhỏ này thôi. Thì cái tầng này không được tính là một tầng công trình. Đây tuy là tầng lửng nhưng mà không được tính vào một tầng. Thì công trình này ví dụ như đang là một tầng và thêm một tầng lửng nữa thì vẫn chỉ là một tầng thôi. Nhưng ở đây ví dụ công trình này, đây là mặt bằng tầng 1 đây. Xong người ta làm thêm một cái sàn tầng lửng nữa. Nó vượt quá 40% mặt bằng. Nó đến đây này. Đến đây thì hơi lớn quá, giả sử đến đây thôi, 50 thôi, 50 là đủ rồi, hơn 50 một tí thôi thì chúng ta có thể xác định được đây là cái mặt bằng, đây là cái nhà xưởng 2 tầng rồi. Thế cái giữa 2 tầng và 1 tầng nó khác nhau hoàn toàn, nó khác nhau từ kiến trúc cho đến khác nhau về các yêu cầu, về phòng cháy chữa cháy, về lối thoát nạn, về lối vào trên cao, đấy nó rất là phức tạp. Thế thì đấy là cái yếu tố số tầng. Tiếp theo là diện tích của các khoang cháy. Diện tích các khoang cháy thì các bạn đọc ở trong quy chuẩn 06/2022 thì các bạn biết diện tích của các khoang cháy ấy, thì nó được, các khoang cháy là gì? Thứ nhất là các khoang cháy nó là các cái không gian được ngăn cách với nhau bởi tường ngăn cháy loại 1. Tường ngăn cháy loại 1. Ví dụ như đây là một nhà xưởng mà có tường ngăn cháy loại 1 ngăn ở đây thì đây là hai khoang cháy. Còn nếu như không phải tường ngăn cháy loại 1, chỉ là một vách kính hoặc là tường ngăn cháy loại 2 trở xuống thì công trình này vẫn chỉ có một khoang cháy thôi, đó là cả nhà xưởng. Thế nhưng mà nếu như nó được ngăn cách bởi một tường ngăn cháy ở đây, loại 1 đây, thì nó sẽ thành hai khoang cháy. Tương tự như thế, nếu nó được phân chia nữa mà đều bởi ngăn cách bởi tường ngăn cháy loại 1 thì nó sẽ chia số khoang cháy nhỏ đi. Thì cái việc này nó liên quan đến các cái thông số tính về hệ thống chữa cháy sau này. Đấy là xong phần quy mô. Sang đến mục 3 là phần hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của công trình và các gian phòng. Thế thì ở đây là theo quy chuẩn 06/2022, chúng ta qua quy chuẩn 06/2022 chúng ta xem cái hạng nguy hiểm cháy nó như thế nào. Đây là các thông số đầu vào đây, hạng nguy hiểm cháy. Chúng ta cần phải xác định được hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà và công trình. Thì ở đây trong quy chuẩn chia ra làm các hạng A, B, C, D và E. Đây tôi nói qua về cái đầu vào này. Sau này đến các cái bài thiết kế sau nó sẽ liên quan đến mấy cái anh này. Thì lúc ấy tôi sẽ nhắc lại sau. Tôi sẽ tóm được lại. Đây là các thông số ban đầu. Phụ lục C quy chuẩn 06/2022 về hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà và công trình mà dân trong nghề thiết kế như là các cán bộ PC07 hay nói tắt là hạng sản xuất. Hạng sản xuất của nhà xưởng của anh là hạng A, B, C, D hay là E. Cái ông hạng sản xuất này sau này dùng rất nhiều, giao tiếp rất nhiều trong cái việc bảo vệ hồ sơ phòng cháy chữa cháy. Chúng ta trở lại. Tiếp theo đến mục thứ tư là có một thông số nữa là nhóm nguy cơ phát sinh cháy phụ thuộc vào công năng và tải trọng cháy. Thế ở đây thì cái tiêu chuẩn 7336/2021 chia làm 7 nhóm, từ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6, nhóm 7, 5, 6, 7. Thì chúng ta cùng lướt qua cái tiêu chuẩn 7336/2021 để xem. Nó ở trang 32. Đấy, đây là phụ lục A của tiêu chuẩn 7336/2021 chia làm 7 nhóm nguy cơ phát sinh cháy phụ thuộc vào công năng và tải trọng cháy. Đây, 7 nhóm đây. Thì trong đó là các cái nhóm sau là các cái nhóm liên quan đến nhà công nghiệp, nhà sản xuất. Các nhóm trước là những cái về dân dụng, về các công trình văn hóa, vân vân.
thì cái thông số này này, cái con số 7 cái nhóm này, nó liên quan rất lớn đến cái việc mà chọn lựa chọn cái lưu lượng nước chữa cháy cho cái hệ thống chữa cháy tự động sau này. Đây là con số cần phải làm rõ. Đây là con số cần phải làm rõ, 7 cái nhóm này. Nhóm nguy cơ phát sinh cháy phụ thuộc vào công năng và tải trọng cháy. Ta trở lại tiếp theo. Tiếp theo là nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng theo quy chuẩn 06 năm 2022 chia ra làm 5 nhóm nguy hiểm cháy theo công năng, bao gồm từ F1, F2, F3, F4, F5. Chúng ta đến quy chuẩn 06, chúng ta xem nó là cái gì. Quy chuẩn 06 năm 2022 trang 31. Đây, chúng ta xem này. Ví dụ như nhóm F1 là nhà để ở thường xuyên hoặc tạm thời, F11 là nhà trẻ mẫu giáo vân vân, F12 là khách sạn, F13 chung cư, F14 nhà riêng lẻ, kéo xuống F2 là nhà văn hóa thể thao này, chấm chấm vân vân, F3 nhà cơ sở thương mại này. Các nhà sản xuất, nhà công trình, gian phòng sản xuất là F5. Thì trong một cái công trình của chúng ta làm ấy, thì cũng có thể có rất nhiều cái nhóm khác nhau trong cùng một công trình. Ví dụ như ông văn phòng thì ông lại ở cái nhóm của các cơ quan đấy. Văn phòng trụ sở làm việc của tổ chức cơ quan ông lại ở F4. Thế nhưng cái ông văn phòng ấy cũng ngay ở cái ông nhà xưởng này, thì ông nhà xưởng lại là nhóm F5 đấy. Mỗi ông một nhóm tùy theo sự chi phối mà quy chuẩn đưa ra đấy, có rất nhiều nhóm. Thì cái này nó liên quan như thế nào? Cái nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng này, nó liên quan đến thứ nhất là yếu tố kiến trúc, nghĩa là nó liên quan đến cái đường thoát nạn, đường thoát hiểm, chiều rộng bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu, vật liệu trên đường thoát hiểm là gì. Thứ hai là nó liên quan đến cái lưu lượng nước chữa cháy mà dùng trong cái hệ thống chữa cháy của ta phải thiết kế. Đấy, cái ông nhóm nguy hiểm cháy này, tính nguy hiểm cháy dựa theo công năng này cũng rất là quan trọng đối với việc thiết kế của ta. Đấy, như thế là chúng ta thấy là có rất nhiều cái thuật ngữ mà nó gần gần na ná giống nhau này. Chẳng hạn mục số 3 là hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của công trình này. Rồi hạng mục số 4 là nhóm nguy cơ phát sinh cháy phụ thuộc vào công năng và tải trọng cháy. Và hạng mục số 5 là nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. Nó cứ na ná nhau nên là mới đọc tiêu chuẩn, những quy chuẩn thì rất là khó nhớ, hoặc là mới bước bước chân vào con đường thiết kế thì tôi nói thật với các bạn là rất là đau đầu, cứ phải ghi vào sổ tay ấy. Tôi đi tiếp theo là mục 6 là cấp nguy hiểm cháy của kết cấu và công trình. Cấp nguy hiểm cháy của kết cấu và công trình thì theo tiêu chuẩn, theo quy chuẩn 06 năm 2022 thì chia làm mấy loại như sau. Đây, chúng ta qua cấp nguy hiểm cháy thì chia làm các loại F0, F1, F2, F3. Tôi nói qua về cấp nguy hiểm cháy như này. Cấp nguy hiểm cháy ấy, mà đi từ F0 đến F3 có 4 loại thì cái số càng nhỏ thì cái tính cháy của nó là rất thấp. Ví dụ như F0 là không cháy, là bằng cái vật liệu không bắt cháy. Tương tự nó là các cái bộ phận chịu lực của nó là ký hiệu là K0. Còn F1 thì là cháy ít, F2 cháy vừa vừa, F3 là cháy lớn hơn. Thì đây là cái cấp nguy hiểm cháy của công trình. Thì cái ông này nó cũng liên quan mật thiết để mà chút nữa chúng ta xác định cái bậc chịu lửa của công trình. Và nó sẽ liên quan đến cái việc mà bố trí cái vật liệu bao bọc của nhà như thế nào, kích thước khoảng cách các công trình về khoảng cách chống phòng cháy, chống cháy, khoảng cách chống cháy lan, rồi là liên quan đến hệ thống chữa cháy tự động như thế nào. Nó liên quan đến cái ông này, cái ông mà cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà và công trình. Thế thì cái cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà và công trình này nó liên quan đến cái cấp nguy hiểm cháy của các kết cấu, của các cái cấu kiện trong nó. Thì chúng ta cùng xem đây.
Ví dụ các cấu kiện của nó này, K0 này, không nguy hiểm cháy, K1 ít nguy hiểm cháy, K2 là nguy hiểm cháy vừa phải và K3 là nguy hiểm cháy. Thì đấy chính là cái cấp nguy hiểm cháy của kết cấu công trình. Cuối cùng là cái mục 7 đấy, nó là bậc chịu lửa của công trình. Thì cái anh bậc chịu lửa của công trình này là cái anh mà xác định nó không quá phức tạp nhưng mà nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, rất nhiều yếu tố. Cái bậc chịu lửa của công trình ấy là cái yếu tố mà người kỹ sư phòng cháy chữa cháy ấy phải xác định được một cách thích hợp nhất. Ở đây tôi nói tôi dùng cái từ thích hợp ấy, là nó như này này, là cái bậc chịu lửa của công trình ấy, nó là một cái, nó có thể là một tham số, nó có thể biến đổi, không cố định, nó có thể không cố định. Anh có thể lấy bậc chịu lửa của công trình bằng 3 cũng được, mà anh có thể lấy bậc chịu lửa của công trình bằng 4 cũng được, mà anh có thể lấy bậc chịu lửa của công trình bằng 2 cũng được. Nhưng mà tại sao là chúng ta phải lựa chọn cái thích hợp? Chúng ta lựa chọn cái bậc chịu lửa công trình thích hợp ấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn được một cái giải pháp kinh tế kỹ thuật tốt nhất, vừa đảm bảo an toàn này, thẩm duyệt được này, vừa đảm bảo cái mức chi phí đầu tư thấp nhất, thì chủ đầu tư sẽ rất là hoan nghênh mình, đúng không? Mà cơ quan quản lý nhà nước cũng rất là hoan nghênh mình. Đó. Nếu như mà anh kỹ sư thiết kế phòng cháy cháy mà vội vội vàng vàng chọn cái bậc chịu lửa công trình này nó không thích hợp, thì nó dẫn đến là mặc dù cái yêu cầu kỹ thuật là đạt đấy, nhưng mà có thể là giá thành thi công sẽ đội lên rất là nhiều, giá thành đầu tư, chi phí đầu tư công trình sẽ đội lên rất là nhiều. Thì chúng ta qua cái file AutoCAD ở đây, thì tôi đã trình bày trên AutoCAD như này cho nó trực quan để cho các bạn dễ hiểu. Thì ở đây cái bậc chịu lửa của nhà, công trình và khoang cháy nó là cái yếu tố như tôi vừa nói, nó là cái tham số động, nó là cái tham số mà là cái đại lượng mà có thể biến đổi được, có thể thay đổi, có thể điều chỉnh được. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nó bị chi phối như sau này. Thứ nhất ấy, ở bên trái này, nó phụ thuộc vào cái hạng sản xuất của công trình. Hạng rất là vừa tôi nói nôm na thôi, hay còn nói theo đúng ngôn từ của quy chuẩn là nó là hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà, công trình và các gian phòng có công năng sản xuất và kho. Thứ hai, nó phụ thuộc vào diện tích tối đa một khoang cháy. Thứ ba, nó phụ thuộc vào chiều cao cho phép lớn nhất của nhà xưởng. Thứ tư, nó phụ thuộc vào cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà. Và thứ năm, nó phụ thuộc vào khoảng cách phòng chống cháy đến công trình bên cạnh. Ở đây các bạn có thể thấy là các cái dòng chữ nhỏ này, các dòng chữ nhỏ tôi ghi ở đây này, chính là các cái quy chuẩn liên quan, nó quy định sự phụ thuộc của cái anh bậc chịu lửa này vào 5 cái anh này. Đấy. Ví dụ, cái anh bên trái này, hạng sản xuất, thì chúng ta tra phụ lục H, nó liên quan đến bậc chịu lửa. Diện tích tối đa một khoang cháy, tra phụ lục H, nó liên quan đến bậc chịu lửa. Diện tích tối đa và chiều cao cho phép lớn nhất của nhà xưởng, thì vừa nãy tôi vừa mới chỉ cho các bạn cái cách xác định rồi đấy. Cách xác định rồi. Thế nào là một khoang cháy và diện tích khoang cháy như thế nào? Rồi cái cấp nguy hiểm cháy kết cấu tôi cũng vừa chỉ cho các bạn rồi, chúng ta biết rồi. Ở đây là nó bị chi phối bởi phụ lục E của quy chuẩn 06 và phụ lục H của quy chuẩn 06 đây. Cấp nguy hiểm cháy đối với bậc chịu lửa. Còn cái khoảng cách phòng cháy, chống cháy đến công trình bên cạnh thì là nó liên quan đến gọi là chống cháy lan ấy, thì là phụ lục E của quy chuẩn 06 quy định cái điều này. Bậc chịu lửa và khoảng cách chống cháy đến công trình bên cạnh nó phải phù hợp. Đây, các bạn nhìn một lượt đây. Tôi nói thêm một chút về cái diện tích tối đa của một khoang cháy đây. Và đây là diện tích của một khoang cháy đây. Ví dụ như là công trình của ta đây, nhà xưởng đây. Đây là 4 bức tường ngăn đây. Mà tôi zoom lên các bạn nhìn rõ cái tường bên cạnh là cây xanh đây. Để bé nhìn nó không rõ. Đây 4 bức tường đây. Thì xác định diện tích của khoang cháy thì chúng ta cứ đo như bình thường thôi, dùng lệnh area và đo từ điểm 1 mét trong thôi. 1 2 3
cuốn điện vào đồ đó. Đó. Enter. Rồi, chúng ta bấm F2 gọi ra. Đây cái diện tích này. Chúng ta bỏ đi 6 số 0 đằng sau để đổi từ mm về mét. Đây là diện tích của nhà xưởng. 9631 m2. 9631 m2. Ví dụ đây nhà xưởng 9631 m2. Thế bây giờ thì cái tôi mới dẫn đến cái phụ lục H để xem là cái mối quan hệ nó như thế nào. Các bạn nhớ nhé, tôi vừa đo cái nhà xưởng là 9631 m2 này, và cái chiều cao của nó là 12 m này, 12.7 m. S 9600 đi, cho chắc đi, cắt bằng 12.7 m mét vuông. Đây, cái này chữ nó to lên một tí. Đây chính là cái thông số của cái nhà xưởng này. Theo tôi dở lại cái phụ lục H của quy chuẩn 06 năm 2022 nó người ta quy định như thế nào. Phụ lục H, tôi dở đến bảng H9 là trang 162 của quy chuẩn 06 2022 đây. 162 phụ lục H này quy định cho nhà sản xuất. Thì ở đây các bạn có thể thấy trên cột tiêu đề ở trên này là cái cấp nguy hiểm cháy của kết cấu của nhà đây, bậc chịu lửa của nhà đây, chiều cao lớn nhất cho phép của nhà và hạn nguy hiểm cháy nổ của nhà hoặc của khoang cháy đây. Cái ông này vừa nãy chúng ta nói ngắn gọn, nói nôm na là hạn sản xuất của công trình này. Đấy thì bốn cái này cùng với cái thứ năm là diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy là nó liên quan mật thiết với nhau. Ví dụ như nhìn vào bảng H9 của phụ lục H ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn được các cái giải pháp cho cái bậc chịu lửa của chúng ta. Như vừa nãy tôi nói là cái bậc chịu lửa của nhà ấy, bậc chịu lửa của công trình ấy, là nó là yếu tố động, chúng ta có thể chọn nó lên cũng được, chọn nó xuống cũng được. Nhưng ở đây chúng ta phải chọn ra cái bậc chịu lửa thích hợp nhất, phù hợp nhất, đáp ứng được cái chỉ tiêu hiệu quả về kinh tế kỹ thuật. Đấy là cái vấn đề khó trong thiết kế phòng cháy chữa cháy. Thế tuy nhiên là nó cũng khó đối với những người mới làm thôi. Thế còn các anh các chị mà thiết kế lâu năm trong nghề thì tôi không dám nói đến việc đó. Thế thì ở đây ấy, là cái công trình của chúng ta. Ta giả sử nó có một hạng sản xuất đi, một hạng nguy hiểm cháy nổ đi. Ví dụ như là nhà xưởng của chúng ta là nhà xưởng về may mặc đi. May mặc thì có hạng sản xuất C rồi. Hạng xuất C đi. Chiều cao công trình của ta xem đây. Chiều cao công trình là 12.7 m và diện tích khoang cháy đây 9600 m2. Ở đây nhà xưởng của chúng ta chỉ có một khoang cháy tại vì trong khu vực bên trong nhà xưởng không có tường ngăn cháy loại 1 nên là khoang cháy chính là cả cái nhà xưởng này. Cách xác định khoang cháy là như thế. Chúng ta trở lại cái bảng H9 trong phụ lục H của quy chuẩn 06/2022 để tôi lấy cái ví dụ về lựa chọn cái bậc chịu lửa của công trình. Ở đây chúng ta xem là cái chiều cao tối đa cho phép, chiều cao lớn nhất cho phép của nhà là 18 m, thì ở đây chiều cao của chúng ta 12.7 m, nhỏ hơn 18 m thì thỏa mãn yêu cầu rồi. Chúng ta nhìn sang bên này, đây là cột diện tích cho phép lớn nhất đây của nhà một tầng đây, diện tích cho phép lớn nhất của một khoang cháy trong nhà một tầng. Chúng ta cắm dưới đây là người ta cho phép lớn nhất là 25.000 m2, nhưng diện tích của chúng ta mới chỉ có 9600 m2 thôi, nhỏ hơn trong tiêu chuẩn, trong quy chuẩn, như vậy là thỏa mãn yêu cầu, không bị lớn hơn đúng không ạ? Ở đây
cái cấp nguy hiểm cháy của kết cấu đây thì có hai lựa chọn S0 và S1 đây. Thì thường thường các nhà xưởng chúng ta xây dựng cái chúng ta đều dùng các vật liệu, thứ nhất là kết cấu, thứ hai là vật liệu bao che, là đều là các vật liệu không cháy, ví dụ như cột thép, dầm thép, dàn thép, dùng cái kết cấu này, sàn thép dùng cho tầng lửng chẳng hạn này, rồi là tường gạch cũng không cháy này, rồi là vách tôn cũng không cháy. Vậy thì các cái cấu kiện đều không cháy, K0 của nó, các cấu kiện đều có chỉ số là K0, thì cái cấp nguy hiểm cháy của công trình tương ứng cũng là S0 như vừa nãy chúng ta vừa nhìn rồi ở trong quy chuẩn 06 rồi. Và ở đây chúng ta chọn được một cái bậc chịu lửa của công trình là bậc 4 thì sẽ có vẻ như là giảm được cái chi phí đầu tư. Tất nhiên để giảm được hay không ấy, và giảm được bao nhiêu ấy, hay là không giảm được ấy, thì chúng ta phải lập một cái bảng so sánh các phương án thiết kế. Nhưng phần lớn các giải pháp sơ bộ là đều chọn cái bậc chịu lửa là bậc 4 đã này. Phần sau tôi sẽ giải thích thêm. Ở đây chúng ta nhìn ấy, thì công trình của chúng ta cũng có thể chọn được các bậc chịu lửa khác. Ví dụ như chúng ta nhìn cái số ở trên này. Ở số trên là chiều cao, người ta cho phép là chiều cao công trình cho phép tối đa là 24m, thì chiều cao của chúng ta chỉ có 12,7m, vẫn đáp ứng yêu cầu này. Diện tích một khoang cháy cho nhà một tầng quy định tối đa là 25.000m², vẫn đáp ứng được yêu cầu này. Và cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện của công trình kết cấu của nhà S0 vẫn đáp ứng được yêu cầu này. Thì chúng ta cũng có thêm một giải pháp nữa là chọn cái cấp nguy hiểm, chọn cái bậc chịu lửa của công trình là bậc chịu lửa 3. Và phương án nữa là phương án đầu tiên là chúng ta chọn bậc 4. Phương án thứ hai là chúng ta có thể chọn thêm một phương án bậc chịu lửa 3. Sau đó chúng ta sẽ tính toán hai phương án về mặt kỹ thuật, và sau đó chúng ta so sánh mặt kinh tế để chọn được cái tối ưu giữa bậc chịu lửa 4 và bậc chịu lửa 3. Đấy. Tại vì ấy, là hai yếu tố này ấy, nó không chỉ đơn thuần dựa vào cái bảng của phụ lục H này đâu, mà nó còn phụ thuộc vào cái công tác phòng cháy chống cháy, nghĩa là chống cháy lan ấy, mà cái cũng quy định trong tiêu chuẩn này, cũng quy định trong quy chuẩn 06/2022 này, nhưng mà nó ở phụ lục E, thì chúng ta lại nhảy sang phụ lục E chúng ta xem đấy. Các bạn thấy không? một cái thông số là cái bậc chịu lửa nó được chi phối bởi rất nhiều yếu tố. Đây chỉ là yếu tố động ở trong cái bảng H9 của phụ lục H thôi nhé. Bây giờ chúng ta qua phụ lục E xem người ta quy định như thế nào. Phụ lục E trang 124. Đây, phụ lục E này. Phụ lục E của quy chuẩn 06/2022. Người ta quy định khoảng cách phòng cháy chống cháy đây. Đây thì có hai bảng E1 và E2. Bảng E1 nghĩa là quy định về khoảng cách giữa các hạng mục của nhà công nghiệp với các hạng mục khác. Thứ nhất là nhà ở và công cộng, thứ hai là nhà ở sản xuất và nhà kho, ta gọi nôm na, gọi vắn tắt là nhà công nghiệp đối với các hạng mục phụ trợ. Và bảng E2 là bảng quy định khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà trong một cơ sở công nghiệp. Ví dụ như này, thế nào là giữa các nhà trong một cơ sở công nghiệp? Ví dụ như chúng ta có một cái nhà xưởng rồi, năm 2023 chúng ta đầu tư một cái nhà xưởng rồi, xong đến năm 2024 có thêm tí vốn nữa, công ty ăn đêm làm ra sếp yêu cầu lập cái dự án mở thêm hai cái nhà xưởng nữa, đây là lên cận như này, đây hai chữ nhật lớn là hai nhà xưởng, còn mấy cái nhà nhỏ nữa, đây là mấy cái phụ trợ đây. Thế thì ở đây ấy, có một cái yếu tố là cái khoảng cách giữa các công trình. Lúc này nảy sinh cái vấn đề khoảng cách giữa các công trình nó là bao nhiêu thì phù hợp. Đây chúng ta đầu tiên là chúng ta thẩm duyệt công trình lớn này, xong này, trước này, 2023 này,
sau đó 2024 nó đầu tư tiếp này đây. Thì chúng ta lại phải thiết kế xin phép xây dựng, thì trước khi xin phép xây dựng phải thẩm duyệt phòng cháy cháy đây. Vậy thì khoảng cách này là bao nhiêu, khoảng cách này là bao nhiêu? Sếp thì yêu cầu là làm sát vào để cái đường nó nhỏ thôi, cái xưởng nó to lên. Đó, sếp thì ưu tiên số 1 của sếp là hiệu quả tài chính, đúng không? Hiệu quả tài chính, để cái đường to nó phí, phải làm xưởng để cái làm gì, đúng không? Đây, rồi là hai cái nhà mới với nhau cũng phải có khoảng cách này. Đây, thì chúng tôi muốn nói là đây chính là cái khoảng cách phòng cháy chống cháy mà phụ lục E yêu cầu đây. À, vấn đề nảy sinh đây. Đây chính là các khoảng cách phòng cháy chống cháy, hay gọi là nôm na là chống cháy lan, mà phụ lục E yêu cầu. À, 19 mét đây, 4m9, 8m888, 8m893 chẳng hạn như thế. Thì chúng ta mới xem cái phụ lục E, xem là người ta nói như thế nào. À, thế bây giờ chúng ta nhìn vào cái bảng E2 đây. Bảng E2, ví dụ chúng ta nhìn vào cái hàng đầu tiên, cái số 1 này. Thì chúng ta nhìn vào cái, đây tôi bôi đen ở đây. Đây là công trình thứ nhất này, đây là công trình đầu tiên này. Bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của công trình đầu tiên. À, cái cột thứ nhất là công trình đầu tiên, nghĩa là sao? Nghĩa là cái công trình làm trước rồi này, đây chúng ta làm trước rồi này. Thế còn đây là các thông số của công trình thứ hai đây. Đây. Tôi ví dụ lúc nãy ở bên vùng H người ta chọn cái bậc chịu lửa của chúng ta là 4 chẳng hạn nha, thì đây bậc 4 đây với cấp nguy hiểm cháy S0 đây, cấp nguy hiểm cháy S0 đây. Đây nhá. Thì chúng ta sẽ được phép để khoảng cách của các cái công trình đầu tư sau như thế nào, và chúng ta chọn cái bậc chịu lửa của các công trình sau như thế nào. Đây, mấy ông này cũng phải chọn cái bậc chịu lửa cho nó, cũng phải để khoảng cách. Đấy, chính vì các yếu tố như thế nên là người kỹ sư phòng cháy cháy sẽ yêu cầu ngược lại cái người kỹ sư kiến trúc, là người kiến trúc sư ấy, là anh phải điều chỉnh cho tôi. Đấy, anh phải điều chỉnh tôi khoảng cách như thế này, rồi là vật liệu xây dựng nó bao bọc như thế này, các cấu kiện như thế này để nó đảm bảo được cấp nguy hiểm cháy kết cấu và bậc chịu lửa của cái công trình thứ hai nó phải như thế này, chứ không phải là cái bậc chịu lửa được người kiến trúc sư xác định. Bậc chịu lửa là của người kỹ sư phòng cháy chữa cháy xác định và yêu cầu ngược lại với người kỹ sư kiến trúc. Như vậy là trong một cái hồ sơ thiết kế phòng cháy, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thì anh kiến trúc và anh phòng cháy chữa cháy nó phải tương đồng nhau. Đấy, nó phải rất là chặt chẽ và nó phải bổ trợ lẫn nhau, chứ không phải là anh kiến trúc kiểu này, anh phòng cháy kiểu kia, nó rời ra không được, mà các vấn đề nó liên quan rất mật thiết với nhau. Đấy. Thì chúng ta mới tiếp tục, chúng ta trở lại với cái bảng này. Đây, ở đây ta có nhà thứ nhất là bậc chịu lửa là bậc 4, cấp nguy hiểm cháy kết cấu là S0. Thì cái khoảng cách giữa cái nhà thứ hai ta chọn như thế nào? Chẳng hạn cái nhà thứ hai ta dự kiến lấy bậc chịu lửa của nó là bậc 4 này, và cấp nguy hiểm cháy của nó là SC1 này, cấp nguy hiểm cháy kết cấu ấy, của toàn bộ công trình thứ hai ấy, thì chúng ta phải để cái khoảng cách của nó lớn hơn 12 mét, nghĩa là con số 12 là con số tối thiểu, nhỏ hơn 12 mét không được. Ví dụ như đây, nói lại nhé, chúng ta lấy cái bậc chịu lửa của nó là bậc 4 này và chọn cho nó cấp nguy hiểm cháy SC1 này, thì khoảng cách tối thiểu của nó phải là 12 mét. Trở lại thôi, các bạn hãy xem. Đây, 8m8 là không được rồi, phải dịch ra. 8m8 là không được. Chúng ta phải dịch. Đây, phải dịch. Sếp chửi cũng phải dịch. Sếp ơi, bây giờ không dịch là phòng cháy cháy người ta không thẩm cho đằng nào, người ta cũng bắt sửa sếp ạ. Không có cách nào đâu, bây giờ lại rất là chặt chẽ rồi. Trên 18 mét thì hơi quá, chúng ta cho nó xuống 12 mét mấy rồi, 13 mét rồi. Tôi ví dụ như thế. Nghĩa là 12 mét đây, 12 mét 3 đây. Đạt yêu cầu nhá. Nghĩa là anh này là lấy cái anh công trình mới này,
là lấy bậc trị lửa 4 và cấp nguy hiểm cháy kết cấu là SC1. Đấy, thì phù hợp với lại cái anh công trình đã xây trước là bậc trị lửa, anh này có bậc trị lửa 4 và cấp nguy hiểm cháy kết cấu là SC0. Đấy, thì chọn được cái anh này. Còn anh này là cái anh công trình nhà phụ trợ thì chúng ta lại phải xem trong cái bảng E1. Đấy, bảng E1 đây. Đây là bảng E1 để chọn ra cái khoảng cách đến công trình phụ trợ. Ví dụ như công trình phụ trợ, đây, chúng ta vẫn là cái nhà sản xuất của đây, nhà xưởng đây, nhà đầu tiên đây, bậc trị lửa 4. Đây, bậc trị lửa 4 và cấp nguy hiểm cháy kết cấu là SC0. Đây. Thì chúng ta có các phương án chọn nhà phụ trợ như sau, có 1 2 3 4 phương án này, hoặc có thể nhiều hơn nữa. Thì chúng tôi sẽ nói sau. Ở đây chúng ta sơ bộ chúng ta tìm hiểu cái cách đọc các cái bảng này như thế nào rồi. Chẳng hạn như ta tham mưu cho sếp, sếp ơi em chọn cái nhà ăn chẳng hạn đây, nhà ăn chính nhà phụ trợ đó. Em chọn nó là cấp nguy hiểm 4 này, bậc trị lửa 4 này và cấp nguy hiểm cháy kết cấu là SC0 này. Thì chúng ta phải cách cái thằng nhà xưởng mà xây năm ngoái sếp ạ, xây năm 2023 là cách 12 mét ra. Chứ như thế này là không được đâu, 4 mét là không được đâu. Đó. Phải cách ra. Cũng phải 12 mét. Đấy, khoảng này. Đấy. Tương tự như thế, giữa bố này với bố này cũng phải kiểm tra. Bố này cũng phải kiểm tra cái khoảng cách phòng cháy chống cháy. Dựa trên các yếu tố tương ứng như sau. Ông này có bậc trị lửa là 4, cấp nguy hiểm cháy S0. Và ông này như vừa nãy nói rồi, bậc trị lửa 4 và cấp nguy hiểm cháy S1. Đấy, thế thì khoảng cách là bao nhiêu? Đấy, khoảng cách là bao nhiêu trong này có rồi, tương tự như thế. Đấy, tương tự như thế đúng không? Đấy. Thế thì nó có một số yếu tố ngoại lệ như này. Nghĩa là cái khoảng cách này có thể được rút ngắn. Cái khoảng cách về phòng cháy chống cháy ấy, có thể được rút ngắn lại nếu như mà chúng ta tăng cường cái biện pháp chữa cháy cho các cái nhà đây. Ở đây tôi không muốn đi vào chi tiết, các bạn có thể đọc ở đây. Ví dụ như chú thích 7 đây, cho phép giảm 50% khoảng cách phòng cháy chống cháy quy định trong bảng này đối với các nhà và công trình có bậc trị lửa 1 và 2 cấp nguy hiểm cháy S0 và mỗi nhà đều được trang bị chữa cháy tự động toàn nhà. Đấy, nghĩa là cái giải pháp tăng cường cái giải pháp chữa cháy này, thì có thể rút được cái khoảng cách này. Đấy, nghĩa là các bạn nhớ phải tham mưu cả các cái trường hợp khắc phục, các trường hợp mà có thể rút lại được khoảng cách cho sếp ấy. Không là nếu mà mình tham mưu không hết ấy, mình không đưa cái yếu tố này ra, ông sếp cũng bảo cậu làm việc không nên nơi trốn. Không trách nhiệm, thiếu tinh thần trách nhiệm, không nhìn kỹ quy chuẩn mà gây thiệt hại cho công ty, đúng không? Trừ lương, trừ thưởng chẳng hạn. Đấy, thế thì ở đây chúng ta phải đọc kỹ. Thì cái bài 1 là cái bài mở đầu này, thì tôi cùng các bạn là lướt qua các cái bảng biểu trong các phụ lục của các quy chuẩn và tiêu chuẩn. Thứ nhất là ta biết cái cách đọc, thứ hai là biết cái hướng giải quyết như thế nào nữa. Ở đây muốn nhắc thêm một yếu tố nữa là nhắc lại một lần nữa, mất yếu tố cũ nhưng nhắc lại lần nữa là cái bậc trị lửa của công trình này, nó là yếu tố động, chúng ta có thể thay đổi nhé. Còn cái cấp nguy hiểm cháy của kết cấu ấy, thay đổi như thế nào? Thay đổi bằng cách là chúng ta thay đổi cái cấp nguy hiểm cháy của từng cấu kiện bằng cách là sử dụng các loại vật liệu xây dựng có tính cháy khác đi, thì nó sẽ thay đổi được cấp nguy hiểm cháy của kết cấu này. Đó. Chúng ta trở lại các cái đề mục của cái bài học số 1 này. Như vừa nãy là tôi đi qua hết phần 1 là mã các thông số đầu vào rồi. Tại sao phải xác định, tại sao phải làm rõ các thông số đầu vào, tôi phân tích cũng tương đối là đầy đủ rồi. Thế sang đến phần thứ hai là mẹ tôi nói nhanh thôi, nó ngắn gọn thôi. Là vậy thì thứ nhất các thông số đầu vào xác định rồi thì
phần thứ hai là phải trang bị những hệ thống nào. Đấy, thì nó gồm có mấy câu hỏi như sau này. Một, có phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động hay không? Thứ hai, có phải trang bị hệ thống báo cháy tự động hay không? Thứ ba, có phải trang bị họng nước chữa cháy trong nhà hay không? Thứ tư, có phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà hay không? Và thứ năm là có phải trang bị hệ thống hút khói hay không? Đấy. Thế thì bốn kênh đầu tiên này thì chúng ta phải xem trong tiêu chuẩn 3890 năm 2023. Chúng ta biết xem tiêu chuẩn 3890 năm 2023. Chúng ta đi từng mục một. Thứ nhất là cái việc mà có phải trang bị cái hệ thống chữa cháy tự động và báo cháy tự động hay không, thì là phụ lục A quy định đấy. Đây phụ A quy định đấy. Đối với các loại nhà ở đấy, nhà riêng lẻ, nhà hỗn hợp đấy, chung cư đấy, chúng ta đi xuống dưới nhà sản xuất, chúng ta phía dưới đấy, nhà thương mại, nhà lưu trữ, ga ô tô, các loại nhà kho đây, sản xuất ở dưới phía dưới là nhà kho hạn nguy hiểm cháy B, C đây, nhà kho hạn nguy hiểm cháy C đây, sắp xếp hàng hóa trên giá đỡ có chiều cao để hàng trên 5,5 m đây, thì không phụ thuộc vào quy mô, diện tích là bao nhiêu cũng phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động, cũng như là hệ thống báo cháy tự động cũng thế, không phụ thuộc vào quy mô. Đấy, diện tích bao nhiêu cũng phải trang bị. Đây, đối với cái anh trường hợp 27 đây, nhà kho hạng C, hạng nguy hiểm cháy C mà các giá đỡ hàng trên 5,5 m, chúng ta đi trên một chút. Ví dụ như là mục 24.2.2 thì diện tích là 4,000 m² trở lên, hoặc khối tích từ 15,000 m³ trở lên thì phải lắp đặt chữa cháy tự động. Còn báo cháy tự động thì không phụ thuộc vào diện tích. Đây, câu thứ hai là báo cháy tự động nhé. Thứ nhất là chữa cháy tự động, thứ hai là báo cháy tự động. Chúng ta đi tiếp sang phụ lục B. Phụ lục B là quy định. Đây vẫn là phụ lục A. Phụ lục B là quy định về trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hay còn gọi là chữa cháy vách tường đấy. Ví dụ như nhà ở riêng lẻ này, cao từ 7 tầng trở lên là phải có chữa cháy vách tường. À, kéo xuống dưới. Nhà sản xuất và nhà kho thì diện tích từ 500 m² trở lên, hoặc khối tích từ 2,500 m³ trở lên là phải có chữa cháy vách tường. Khối tích là như nào? Khối tích là cái thể tích trong lòng của nhà. Cái cách tính khối tích có hai cách. Một là chúng ta có thể lấy chiều cao trung bình của nhà nhân với lại diện tích sàn. Thứ hai là có thể lấy cái tiết diện ngang nhân với lại chiều dài của nhà. Đấy. Có hai cách tính như thế thì ra được cái khối tích của công trình đấy. Thì đây là phụ lục B quy định về cái họng nước chữa cháy trong nhà, hay còn gọi là chữa cháy vách tường. Thế còn số phụ lục C thì sẽ quy định về trang bị về hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, để chúng ta xem đây là công trình của mình có phải trang bị không. À, chúng ta xem các trường hợp quy định như này. Ví dụ từ trên, chẳng hạn như là nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ký túc xá, nhà hỗn hợp cao từ 6 tầng trở lên, hoặc khối tích từ 5,000 m³ trở lên là phải có chữa cháy ngoài nhà. À, cơ sở công nghiệp này, các nhà xưởng, nhà kho hạn nguy hiểm cháy nổ ABC có diện tích từ 300 m² trở lên, hoặc khối tích từ 1,500 m³ trở lên, hoặc cao từ 2 tầng trở lên là phải có chữa cháy ngoài nhà. Thì đây là phụ lục C. Đi tiếp, có phải trang bị hệ thống hút khói hay không? Thì cái này, cái mục số 5 này thì chúng ta nghiên cứu ở cái phụ lục D. Phụ lục D của phần bảo vệ chống khói của quy chuẩn 06/2022, chúng ta qua phụ đề xem trang 104/06. Phụ đề kéo phần D2.
Đây, phần đề 2. Phần đề 2 thì quy định về việc hút xả khói khi có cháy phải được thực hiện của các khu vực như sau này. Bạn xem mục A, mục B, mục C này. Tôi đang ví dụ cái mục C này nhé. Mục C người ta nói là từ các hành lang có chiều dài lớn hơn 15m mà không có thông gió tự nhiên khi có cháy của các nhà từ 2 tầng trở lên như sau. Thứ nhất là nhà sản xuất, nhà kho hạng ABC. Thứ hai, nhà công cộng bao gồm cả nhà hành chính, vân vân. Đây thì phải trang bị hệ thống hút xả khói đây. Hút xả khói thì bao gồm là hệ thống ống gió và quạt hút khói, cũng như là hệ thống quạt để cung cấp không khí tươi. Và chấm 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 xuống cái mục F, mục G, mục H để quy định các trường hợp phải trang bị hệ thống hút khói, tăng áp hút khói. Thì chúng ta cùng đọc cái phần phụ lục D. Yêu cầu về bảo vệ chống khói sẽ quy định như thế. Thế đấy là cái tổng quan mà của cái bài 1, là cái bài mở đầu ngay tôi muốn trình bày về cái việc thiết kế phòng cháy cháy từ A đến Z. Từ A đến Z nghĩa là nói như thế là mong muốn của tôi là tập hợp được nhiều cái bài thiết kế, nhiều trường hợp thiết kế nó đầy đủ nhất có thể trong cái phạm vi trải nghiệm của mình để cung cấp cho các bạn. Chứ cũng không dám nói là hay nhất hay là đầy đủ nhất, mà hết sức có thể của bản thân tôi thôi. Còn kiến thức thì luôn luôn là vô hạn rồi. Kiến thức luôn luôn hàng ngày cập nhật, bản thân tôi cũng luôn phải học hỏi rất là nhiều. Học hỏi từ các anh em, đồng nghiệp, từ những người thầy. Thì hôm nay là cái bài số 1 thì tôi đưa lên để cho anh em cùng xem. Có gì anh em cùng comment góp ý để chúng ta cùng trao đổi và cải tiến. Đây là cái mong muốn rất lớn của tôi, mong anh em ủng hộ nhé. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.